Trọng kính Đức Cha, Quý Cha, thưa quý vị và toàn thể cộng đoàn, ngôi thánh đường mới khang trang và đẹp đẽ này được hoàn thành là do tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa, sự quan tâm của Đức Cha Giáo phận, sự hy sinh vất vả của cha xứ, quý đấng bậc tiền nhiệm, ban chấp hành thân cựu, bà con trong giáo họ và lòng quảng đại của quý vị ân nhân, thân nhân xa gần. Ngôi thánh đường khang trang, đẹp đẽ đây là bằng chứng tinh thần hiệp nhất yêu thương, đoàn kết, cùng chung một nhịp đập và cũng là một mốc đánh dấu sự tiếp tục thăng tiến về đời sống đức tin của những người con giáo họ Cánh Sẻ. Đồng thời, ngôi thánh đường này cũng chính là của lễ thiêng liêng, tốt lành của con dân giáo họ Cánh Sẻ dâng lên Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Antôn, bổn mạng của giáo họ. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, hôm nay cộng đoàn giáo họ Cánh Sẻ chúng con hân hoan vui mừng chào đón sự hiện diện đầy trân quý của quý đấng bậc, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa khắp nơi về đây chung lời tạ ơn Thiên Chúa, cắt băng khánh thành và làm phép thánh đường. Trước hết, cộng đoàn chúng con hân hoan chào mừng và cảm ơn sự hiện diện đầy yêu thương của vị cha chung giáo phận Đức Cha Đaminh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình. Xin cộng đoàn vang lên tràng pháo tay thật lớn để chào mừng ngài. Chúng con hân hoan chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha cố, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ, nam nữ, quý chức, quý các cấp chính quyền, quý khách, quý ông bà, anh chị em, tôn giáo bạn cùng toàn thể cộng đoàn đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Xin cộng đoàn cùng vang lên tràng pháo tay để chào chúc nhau. Vâng, trong niềm vui ngày trọng đại của giáo họ Cánh Sẻ hôm nay, con xin kính mời cha xứ cùng vị đại diện của giáo họ có lãng hoa tươi thắm để dâng kính lên Đức Cha. Chúng con xin kính mời Đức Cha lên sân khấu để nhận hoa của cha xứ cũng như cộng đoàn giáo họ chúng con. Cũng trong ngày đại lễ hôm nay, trong tinh thần liên đới giữa các tôn giáo với nhau, con xin giới thiệu có Đại Đức Thích Toàn Thái, Đại Đức Thích Toàn Giác đến từ chùa Hải Lâm, xã Hòa Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, cũng có lãng hoa lên để chúc mừng giáo họ trong ngày vui hôm nay. Con xin trân trọng kính mời. Con xin kính mời vị đại diện giáo họ lên nhận lãng hoa chúc mừng đến từ các đại đức của chùa Hải Đông. Vâng, cũng trong niềm vui hôm nay thì các đại đức của nhà chùa cũng có một món quà nhỏ để dân tặng Đức Cha Đaminh giáo phận của chúng ta. Con xin trân trọng kính mời. Vâng, chúng con xin chân thành cảm ơn. Vâng, trước khi bước vào nghi thức cắt băng ngôi thánh đường mới, con xin kính mời một vị đại diện cho giáo họ lên sơ lược qua lịch sử cũng như công trình của giáo họ từ ngày khởi công cho đến ngày hôm nay. Con xin chân trọng kính mời. Đây khoảng 130 năm cuối thế kỷ thứ 19, nơi đây một miền quê còn thưa thớt, dân cư nghèo khó, chủ yếu làm nghề sông nước. Cụ Cai Bẩm, tức cụ Nguyễn Văn Bẩm, từ Vũ An đến đây lập nghiệp. cụ được tri phủ Kiến Sương cử cai cống Cánh Sẻ. Về đây sống gần người Công giáo, cụ và hai người bạn là cụ Lý Kế và cụ Trùm Hưu đã rủ nhau theo đạo. Cụ sinh được 10 người con, 7 người con trai, 3 người con gái. Gia đình cụ dần trở lên đông đúc và hình thành một giáo họ, nhận thánh Antôn làm bổn mạng. Thời cha Chính Ân coi sóc xứ Thân Thượng, giáo họ đã có một ngôi nhà thờ gỗ gồm 5 gian nập ná và được thầy giáo Kính coi sóc. Do chiến tranh cùng với hoàn cảnh lịch sử, ngôi nhà thờ bị phá hủy, chỉ còn lại phần nền móng. Năm 1965, nhà nước lấy đất nhà thờ và đất của 3 hộ giáo dân trong họ giáo làm công ty chế biến thực phẩm. Giáo dân không còn nơi thờ phượng, phải sáp nhập vào giáo họ Kinh Nhuế. Các hộ dân ở đây cũng phải rơi chôn rau cắt rốn và cư ngụ tại thôn Đoài, xã Hòa Bình. Họ giáo tan nát, đây là thời kỳ bi thương nhất của giáo họ. May mắn còn được cụ Nghị và các con có cơ hội bám trụ trên phần đất của ông Thánh. Năm 1975, một số giáo dân chuyển vào Nam sinh sống, cụ Bàn và các con cái trở lại phần đất gần nhà thờ mà con cháu đang ở hôm nay để nhìn sang nhà thờ đã mất. Thời thế thay đổi. Năm 2016, tuy không có nhà thờ nhưng giáo họ duy trì tinh thần của một họ giáo nên đã cơ cấu ban chấp hành họ giáo, bầu ra ban trùm. Ông Antôn Nguyễn Văn Liệu được bầu làm trùm chánh, ông Antôn Nguyễn Văn Thông làm trùm phó nội vụ, ông Antôn Nguyễn Văn Tâm làm phó ngoại vụ. Do làm ăn thất bại, tháng 3 năm 2016, công ty thực phẩm đã rút khỏi mảnh đất của nhà thờ. Giáo họ có cơ hội để xin đòi lại mảnh đất của ông Thánh. Họ giáo bắt đầu tiến hành công việc xin lại đất. Mọi sự diễn ra khá thuận lợi nhưng cũng chẳng thiếu khó khăn. Nhờ ơn Chúa và sự giúp đỡ của những người hữu trách, đến ngày 20 tháng 10 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã có ra quyết định trả lại đất cho ông Thánh. Trong công việc này, giáo họ không quên ơn ông trùm Vinh Sen Tê Nguyễn Ngọc Lân cũng như một số ân nhân mà chúng con không tiện nêu tên ở đây. Nhưng trên hết là sự can thiệp hiển nhiên của ông Thánh. Nhờ lấy lại đất được mà giáo họ có cơ may xây dựng ngôi đền thờ ông Thánh ngày hôm nay. Phần 2. Ngôi nhà thờ giáo họ. Kính thưa quý đương bậc, quý khách và toàn thể cộng đoàn, lịch sử hình thành những ngôi nhà thờ kính ông Thánh trước đây chúng con không có tư liệu cụ thể, nhưng chắc chắn với hoàn cảnh khó khăn, nghèo túng ngày xưa, cha ông chúng con chắc cũng phải xây đi dựng lại nhiều lần, rồi đến ngôi nhà thờ thời cha Chính Ân dựng cũng bị phá hủy. Thế là mấy chục năm vắng bóng, mọi sự tưởng chừng không còn một tia hy vọng. Ngày nay, nhờ ơn Chúa, chúng con xây dựng lại ngôi đền ông Thánh, tuy nhỏ bé nhưng khang trang, chắc chắn, hiện đại. Hồng ân này trước hết chúng con tạ ơn Chúa, cảm ơn quý đấng bậc, cũng như quý ân nhân và mọi người góp công góp sức trong công trình xây dựng. Giờ đây chúng con xin phép được báo cáo về việc xây dựng công trình. Sau khi nhận lại được mảnh đất, chúng con bắt đầu việc xây dựng thánh đường. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021, chúng con bắt đầu khởi công việc ổn định mặt bằng là một thách đố. Ngoài việc đào phá công trình cũ với muôn vàn khó khăn, chúng con phải săn lấp trên 8.000 khối cát để có mặt bằng như ngày hôm nay. Nhờ ơn Chúa và sự phù trợ của Thánh Antôn con thầy, công việc diễn tiến tốt đẹp và an toàn. Sau gần 3 năm nỗ lực với sự hy sinh của bà con giáo dân cùng với các tổ thợ, công trình đã hoàn thành tốt đẹp và ngày hôm nay, ngày 13 tháng 6 năm 2023, được hân hoan chào đón Đức Cha và quý đấng bậc về các bang khánh thành. Trọng kính Đức Cha, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn, ngôi đền ông Thánh chúng con xây dựng đang hiện diện trước mặt quý đấng bậc đây, với diện tích 240 m2, chiều dài 24 m, chiều rộng 10 m, chiều cao nhà thờ 13 m. Tháp chuông cao 30 m. Tổng chi phí xây dựng công trình là 4 tỷ 018 triệu. Tổng đóng góp của giáo dân trong giáo họ và các ân nhân là 3 tỷ 664 triệu. Trong đó, giáo dân giáo họ đóng góp 1 tỷ 522 triệu và quý ân nhân xa gần đóng góp là 2 tỷ 142 triệu. Phần đóng góp của giáo dân trong giáo họ chúng con chỉ với 11 hộ, với 38 nhân khẩu, mọi gia đình đều cố gắng hết mực, cụ thể như sau. 1. Ông bà Tâm Thảo 483 triệu. 2. Anh chị Đoàn Vân 258 triệu. Anh chị Hiền Luật 208 triệu. Ông bà Đông Xuân 147 triệu. Ông bà Mùi Lê 97 triệu đồng. Anh chị Minh Chiên 78 triệu. Anh chị Đức Thúy 78 triệu. Ông bà Liệu Lánh 56 triệu. Anh chị Cất Mừng 55 triệu. Ông bà Nghị 32 triệu. Ông bà Định Nhàn 27 triệu. Ngoài ra công trình còn nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân xa gần, trong đó gia đình ông Trùm Viên 300 triệu đồng, bà Lan giáo họ Anh Cù dâng cúng Phần Sơn 100 triệu đồng, gia đình ông bà Thông Lành 76 triệu đồng, gia đình anh chị Huê Tùng 50 triệu, gia đình anh chị Cường 40 triệu, gia đình anh Hải 40 triệu, ông Vẻ giám đốc công ty nông sản 30 triệu đồng, bà Tiến dâng cúng bàn thờ 28 triệu đồng. Đặc biệt, công trình của ông Thánh còn nhận được sự giúp đỡ bằng lời cầu nguyện cũng như lưng đỡ của các cha rất nhiều. Chúng con xin ghi nhận sự đóng góp của cha xứ tiền nhiệm, cha Phan Xì Cô Đinh Văn Chí 285 triệu, cha Du Xe Nguyễn Đình Huynh 165 triệu, cha văn phòng tòa giám mục Thái Bình 100 triệu, cha Quý Hương Huynh Sơn Tê Nguyễn Văn Hóa 30 triệu, thầy Tuy 15 triệu. Chúng con nhận được những sự đóng góp và sự giúp đỡ của rất nhiều vị nhân giáo mà chúng con không thể liệt kê hết ở đây. Xin Chúa chứng giám và trả công cho tất cả các đấng bậc và các ân nhân của chúng con. Trọng kính Đức Cha, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn. Trên đây là đôi dòng báo cáo vắn tắt trình lên quý đấng bậc và công trình của giáo họ chúng con. Kính xin quý đấng bậc cảm thông những hạn chế, đồng thời thêm lời cầu nguyện cho chúng con và nhận nơi chúng con lòng biết ơn chân thành của chúng con. Chúng con xin chân thành cảm tạ.